Xin chào đến tất cả mọi người. Thì theo như cái thông tin người dân gọi điện đến cho GoFood thì có một cái hoàn cảnh của một cái gia đình, hai vợ chồng cùng với hai đứa con nhỏ, hiện tại là đang tạm trú tại một cái công trình mà hai vợ chồng đang làm. Và hiện tại thì hai vợ chồng đang thất nghiệp và gặp rất là nhiều khó khăn. Một cái điều đáng buồn GoFood được biết là người vợ vừa mới bị sẻ thai và cái người chồng mà mong muốn là có ít tiền để mà đưa vợ của mình đi khám những cái lần tiếp theo. GoFood biết được cái thông tin trên như vậy, đã liên hệ được và cái hoàn cảnh gia đình như thế nào thì mong mọi người hãy theo chân GoFood mà biết thêm. Đây là anh đang đón GoFood đây. Anh dẫn em vô ha. Em thấy anh cầm ở trên tay táo là chú này mới cho đó hả? Chú tốt bụng quá. Dạ. Còn mình đang ở công trình luôn đó ha anh. Anh tên là anh Quân đúng không? Dạ đúng. Dạ, dạ. Anh đi trước đi, anh đi trước đi. Chỗ công trình ra đường tầm 7 tầm 8. Đúng rồi. Bây giờ hạn chế ra đường. Em đậu xe đây được rồi ha. Dạ. Dạ. Đó, đây là cái chỗ ở của gia đình của anh Quân. Chào hai con nha. Chào chú được rồi. Em kêu anh Quân. Em chào chị luôn nha. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Sĩ. Sĩ, năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 14. 14 tuổi hả? Dạ. 14 tuổi mà hơi đẹp ha, hơi nhỏ con ha. Nhỏ nó bệnh quá trời bệnh. Nhỏ nó bệnh. Nằm bệnh viện Nhi Đồng 1 là hàng ngày ở bên đó luôn, đi người ta biết. Ừ, chứ 14 tuổi là bây giờ là theo mấy bạn khác là 11 tuổi. 11 tuổi nè. Đó. Nó hai bạn anh đó rồi. Dạ. Yeah. Vậy đó. Con tên gì con? Con tên Nhật. Nhật. Ừ. Hai đứa con đó ha anh Quân. Dạ, hai đứa con trai. Rồi đi theo vợ chồng là mình làm công trình luôn. Dạ, nó lúc trước thì ở bên Suối Tiên á là ở học ở trường của tình thương của Ái Linh á. Thì lúc mà dịch rồi cái không có học nữa, em về đây không có để mướn nhà trọ, không có tiền trả đó. Dạ. Rồi, cái ông anh ở công trình nó kêu thôi vô đây nó cắt cho cái chỗ ở. Thì qua đây ở hai chồng ạ. Đâu có ai coi đồ đâu, anh thấy đồ đạc tùm lum đây sao bỏ đi được. Dạ. Rồi em vô em lo cho mẹ nó thì có hai đứa ở nhà nó coi. Dạ. Rồi tối em phải chạy về đêm ngủ. Năm nay là anh Quân là bao nhiêu tuổi? Dạ em 39. 39 là từ trước tới giờ làm công việc là phụ hồ, thợ hồ gì đó hả? Dạ, em làm hồ không. Dạ. Cái công trình thì mình đang lúc làm trước rồi. Ở dưới quê thì cũng đi vác lúa vác đồ thì em cũng theo công trình này cũng được năm mấy rồi. Mình là quê ở đâu anh Quân? Dạ em Hậu Giang. Hậu Giang. Đồng Mỹ, Hậu Giang. Dạ, lên Sài Gòn chắc cũng lâu rồi đó ha. Dạ, em lên bữa hổm giờ cũng hơn 2 tháng rồi nhưng mà làm được có hơn tháng à. Còn thất nghiệp bữa hổm giờ đâu có làm đâu. Vậy là từ trước tới giờ là làm ở dưới quê, mới lên dạ, Sài Gòn được 2 tháng theo anh em để đi làm công trình. Dạ. Cái anh ảnh làm chung nè, ảnh cứ coi bên YouTube mạng gì đó, anh coi anh chỉ nói thấy hoàn cảnh khổ nè thì em cũng anh kêu điện đi rồi coi có anh em có giúp rồi em cũng nhờ hỗ trợ cũng như mấy mình thằng Quân rồi đó giúp được cái số tiền để đi khám bệnh cho vợ chứ giờ anh thấy đâu có tiền đâu, hổm giờ chạy ra mượn được mấy triệu bạc rồi em hỏi còn có mấy trăm ngàn. Cho em với mọi người biết về bệnh tình của chị nha, về cái dạ. cái tin buồn của gia đình ha. Dạ. Mình nói là bệnh tình cũng không phải, bây giờ là cái sức khỏe thôi. Đó, sức khỏe được biết là vợ anh vừa mới bị sảy thai. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Là về nhà là mấy hôm rồi ạ? Dạ bữa nay nữa được 3 bữa. 3 bữa. Dạ. Tính tới thời điểm này là cháu ở trong bụng đó là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Nghe bác sĩ nói là đâu cũng từng mấy hai tuần á. Nhưng mà người ta nói bị thai ngoài tử cung á.
Mình không có hay biết là có bầu. Dạ không hay biết, tại vì vợ em nữa đi em phát đau lên á, là em chở đi qua bệnh viện, mấy bệnh viện bên đây nè, người ta nói bệnh viện này cách ly không mà không chữa trị. Rồi em hỏi mấy cái người ngoài đường nè, rồi ban đêm á, hỏi cái chỗ chốt chú kia chỉ trên đây có cái bệnh viện. Bệnh viện gì? Bữa bệnh viện gì em? Bệnh viện Tâm Hà. Tâm Hà. Thì em mới chạy lên đó nữa, đi người ta kêu vô đóng tiền để lên mổ á, để không thôi sợ bể gì đó. À, em đâu có tiền đủ đâu. Em có 2 triệu mấy à, em đâu có tiền nhiều đó. Yeah. Lên đi vô nội vô trong là cấp cứu. À, vô cái chai nước biển dưới đi siêu âm là hết triệu mấy rồi. Rồi người ta kêu đi ra tạ đóng tạm ứng 10 triệu để lên mổ đó. Mà em đâu có tiền đó. Thì em nói thôi giờ cho vợ mổ đi rồi để em chạy đi mượn tiền. Mà người ta làm khó làm đồ người ta đâu có chịu ấy đâu. Yeah. Rồi em mới nói thôi giờ cho em xin cái giấy để em điện về bên bà vợ em cũng ở bên nhà bè đó mà cũng đi làm thêm mướn nha em này nè. Rồi kêu mẹ mượn giùm mượn vòng vòng cũng được 2 triệu mấy. Em xin cái giấy bác sĩ nói đâu có dám cho đâu bởi vì làm người ta không có trách nhiệm đó. Rồi em ra em hỏi xin mấy cái người chốt đó là em đi rồi em nhờ cái bác sĩ đó có gì gọi em giùm là em đi đâu qua tới bển đâu qua tới đường bến xe miền Đông là hô vợ em ca mổ rồi đó mà em chạy về cũng đâu có đủ tiền đâu. Rồi cuối cùng là tiền nong là đi vay mượn. Dạ đúng, em vay mượn là cũng như cái anh là anh lãnh làm công trình này nè. Anh cho mượn. Dạ anh cho em mượn được là một lần đó là được 5 triệu nhưng mà đâu có đủ đâu. Rồi sau em mới điện ảnh là em mượn thêm 2 triệu nữa. Đó rồi bắt đầu em mới chạy qua lấy cái bữa mà để vô đóng tiền cho vợ em xuất viện á. Đó. Đó rồi người ta nói nếu mà không có thì để đi dài dài đó hỏi để xin cái người mà ở kêu bằng là tổ trưởng ở đây nè. Yeah. Coi người ta có giảm được cái gì không. Nhưng mà em xin á thì chú không nói á, mình không phải tạm vắng tạm trú ở đây đó, cho nên là chú không có xin cái đó được. Phải chi mình tạm vắng tạm trú ở đây chú mới xin được. Còn như chú nói thì thấy hoàn cảnh là cũng như mình đi làm gì rồi thất nghiệp rồi do giãn cách xã hội đó. Rồi chú nói thí dụ như tiền thì chú không có giúp được, nhưng mà thí dụ như ở đây đi có về được, có nhà ai được á thì mượn hỏi để về đây đi. Còn ở đây ví dụ hết gạo thì có bên phường người ta có cho á thì chú ông xin cho ông như bao hay bao gì để ăn. Cái bên trường của thằng con em nè, à, ngày hôm qua người ta kêu qua người ta cho cũng bao gạo với được 20 gói mì. Rồi vợ anh nằm viện được mấy ngày rồi, về mấy ngày rồi? Dạ, vợ em nằm hồi bữa 14 tay mổ, bữa 14 tay á, bữa 17 tay xuất viện. Rồi về đây mấy hôm rồi đó ha? Dạ về bữa nay ba, nữa bốn hôm. Dạ 3-4 hôm rồi. Tại vì ở trong đó người ta nói bị bệnh á, F0 gì á, là người ta sợ là đề kháng yếu á. Dạ. Là vô trỏng dễ bị ấy. Dạ. Rồi kêu về, bữa vợ em về cũng đâu nổi. Ủa, chị là chị cũng đang lúc mà chưa mà bị đau bụng đó là cũng phụ hồ như anh luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng đi dạ, phụ hồ đúng là xuyên suốt gì đó ở dưới quê rồi lên Sài Gòn. Dạ. Rồi chắc là làm nặng quá rồi nó ảnh hưởng đó, ha. Dạ thì em cũng không biết nữa, thì bữa dạ em nói sao ngạt ngạt trong người quá à. Rồi đâu á u giấc chiều là cả 4-5 giờ dạ em nói sao nó đau ê tưởng đâu là đau bụng thường thôi. Rồi nó đau quá. Sao à, nửa đêm á cả 8-9 giờ rồi bắt đầu phát lên. Lúc đó là bắt đầu em mới bận đồ đạt vô rồi xong là em chạy đi em hỏi thăm ngoài mấy cái chốt này nè. Ủa anh Quân ơi, đây là cái công trình hiện tại là gia đình hai vợ chồng đang làm ở đây đó hả? Cái nhà này hả? Dạ em làm ở đây nè, hổng giờ em lên cũng 2 tháng mấy nhưng mà làm được có 1 tháng mấy là bị người ta vô người ta đâu có cho làm nữa đâu. Đúng rồi, dịch bệnh thì rất dạ. Là không vô á chú kia lại nhắc nói không có làm nữa, làm vô là phạt 10 mấy triệu gì đó. Đúng rồi. Rồi cái anh thầu này ảnh không cho làm nữa, nói đang tạm dừng ha. Dạ. À. Còn đây là cái gọi là cái láng mà của gia đình mình đang. Dạ đúng rồi, ảnh kêu đi về đây nè, ở đây ảnh cắt cho cái láng này nè, rồi ở giữ đồ cho ảnh á. Để máy móc đồ ảnh nói thì về đây ở đi rồi coi máy móc đồ giùm cho ảnh. Dẫn em đi vô trong nhìn ha. Dạ, vô em nói chuyện với chị chút xíu. Vợ anh tên dạ. Gì? Dạ, vợ em tên Bé. Chị Bé. Dạ. Em là ngồi nói chuyện thôi, với được, anh để chút. Để cho chị nghỉ ngơi đi. Tại mổ hai bên đây luôn nè. Mổ tới hai bên luôn, mổ hai lần á.
nó đau lắm. Dù người ta mổ một bên còn đỡ, này mổ hai bên. Về hai bữa nay bác sĩ kêu ăn cơm á, mà vô ăn cơm rồi đâu có tiêu đâu. Hôm qua ăn sao anh? Uống chắc cũng phải uống để mà. Dạ, hôm qua em mới đi ra em mua hết 200 mấy chục ngàn tiền thuốc á. Để ý coi chừng bị nhiễm trùng á nha, nên là mình để ý ăn uống rồi mình kỹ chút xíu. Dạ, em rửa, em có thuốc rửa, em mua thuốc rửa nè, rồi với thuốc của người ta đưa kêu thuốc bổ máu đó, hôm qua em mua thuốc này đâu nè. Thì dưới em mua thuốc uống mà bữa hổm cái cô kia nói không có thuốc bạch, đưa thuốc viên á. À, về hôm qua em đi ra đây em mua, cô này nói thôi uống thuốc bạch đi, uống thuốc viên không có tốt, sợ nó không tiêu á. Đau quá trời đau luôn nè. Dạ đau. Nãy vô mà thấy chị dịnh ngay chỗ cái thanh sắt đó là biết rồi. Dạ em làm hai thanh sắt để ngồi rửa gượng, như sáng thì em phải gội đầu rồi cổ, lau mình bằng nước ấm á. Thì cái đầu đứng dị tập đấy, đi tới đi lui, em ở đây em làm đồ ăn sáng, em nấu là cháo cơ, mà tiệm thuốc tây kêu á là nấu cháo ăn đi, đừng có ăn cơm nữa, ăn do cái mình mới mổ á là mình ăn cơm vô nó không có tiêu thôi. Vậy người ta không có dám cộng thuốc tiêu đó đó, bây giờ tổng, về ăn cháo. Tổng chi phí mà mổ hôm bữa là bao nhiêu hết? Dạ em có trong đây nè, có dạ. Dạ. Em giữ lại đây. Là có nghĩa là còn tầm tầm khoảng 10 triệu, 10 triệu hơn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Còn tiền quay mượn không à? Dạ. Cái này thì tiền cơm, tiền sữa thì còn này 6 triệu mấy, cái 4 triệu mấy nè. Ừ. Đó là do cũng em mượn bên cái anh thầu này nè. Dạ. Đó rồi nên em nói là để nữa tới chừng nào có mặn được á. Trừ lại. Dạ, hai chồng mà trừ lại. Từ khi mà anh cưới chị bé về là tới giờ là cũng mười mấy năm hai chồng đi làm hồ vậy đó hả? Dạ lúc trước cũng có đi làm hồ, mà làm hồ thì ít, hồi đó em đâu biết làm hồ đâu. Rồi em cũng đi làm cũng như tới mùa đó, đầu đi vác lúa. Vác lúa rồi này kia, rồi đi cũng như tới nước nổi mình đi kiếm cá. Rồi cũng nuôi cá, đầu dưới quê nuôi cá, nuôi heo rồi lỗ quá trời. Rồi cái thấy người ta đi làm mình lên mình đi theo người ta làm, chưa có kinh nghiệm nhiều bằng mấy anh em khác. Dạ. Rồi nuôi cá lóc cái đồ đó mình đâu có biết đâu, mình bỏ cái công ra. Dạ. Cũng đi kiếm mồi rồi nuôi cái cột lỗ không nó chết. Đây trời nắng lắm, hầm. Dạ hầm dữ lắm, sát bên à. Mà giờ anh thấy rồi về thì cũng không được, mà giờ mình đã mượn tiền của công trình rồi mà mình về như vậy thì cũng không được. Anh em đã người ta giúp mình như thế hoàn cảnh rồi, mình đâu có về được đâu. Ráng ở cố gắng để mình làm mình trả cho xong cái nợ. Như với tới bữa mấy này tái khám nữa. Ngày mấy tái khám? Sĩ con biết phụ ba mẹ đồ không? Biết hả? Phụ làm sao đâu, con nói cho chú nghe coi con. Nói phụ cái gì á? Phụ làm sao? Làm cái gì vậy? Nhưng mà bây giờ mấy cháu nó còn nhỏ thì ví dụ như nó kiểu mà cái gì được làm thì được ha, chứ đừng. Sáng nó cũng giỏi mà, anh sáng cũng rửa chén, các vị rửa chén, nấu nước pha cho mẹ. Có hai cái son đâu có nhiều đâu. Em nấu cháo rồi bắt đầu muốn làm kia, nấu nước rồi phải xớt ra tô cái đầu này kia. À. Rồi bữa người ta có để cái giấy trong đây tái khám trong đây. Ngày mấy đâu? Đây em coi coi ngày mấy tái khám. Đã, không biết cái này là nghề nó cũng khó, đi vô trỏng bắt khai báo y tế em đâu biết khai báo đâu. Anh không biết mặt chữ. Sùm hết. À không biết mặt chữ ha. Dạ không biết. Đó giờ đâu nghèo khổ rồi đó, đi cắt lúa dưới quê không đâu. Là ngày ngày 24 đi anh ơi. 24. Dạ, ngày 24. Người ta kêu đi tái khám lại á. Ừ. Chị sinh năm 88 hả? 1988. Dạ. Rồi cái này chắc gia đình ở dưới chắc biết chắc lo lắm à ha. Dạ lo, nhưng mà cha mẹ ở dưới cũng khổ, đâu có tiền bạc hay gì đâu, bà chị đâu nói. Bây giờ đâu có tiền bạc, phải có tiền bạc để gửi lên giúp đỡ thằng nào mà ở dưới anh thấy. Với em bây giờ cách ly sớm hết rồi, bởi vì mấy cái người ở trên Bình Dương người ta về đó. Dạ. Cái người ta bị F0 đó, bây giờ sớm nó bị phong tỏa hết trơn luôn, mà đâu có đi ra đi vô được đâu. Ở dưới cũng rầu dữ lắm, ông nội bà nội rồi nói rầu, đêm nào cũng rầu điện lên hỏi thăm rồi. Mình sử dụng là sử dụng nước máy ở đây đúng không anh? Dạ, nước máy là
Dạ. Rồi mình là công trình mình làm là chủ nhà người ta vô nước sẵn vậy. Dạ. Rồi nhà vệ sinh là ở đâu? Ở trong chung nhà luôn. Là mình làm tạm thôi, làm tạm rồi. Dạ. Mình làm đi đỡ đó. Tắm rửa là ở đây luôn hả? Ngay đây luôn hả? Tắm rửa ở đây. Còn phụ nữ thì sao, có che cái miếng bạc hay sao? Dạ. Đây rồi cũng như ta làm tạm rồi, chừng nào tới người ta lắp bằng cầu ở trong á, là người ta mới lắp cái đó là bỏ. Rồi bây giờ còn 2-3 ngày nữa là sẽ đi tái khám rồi tiền nông rồi sao, anh tính sao? Thì em cũng định kiếm tiền mượn nè, mà mẹ em ở bển cũng không có làm, nó nói để coi nếu ra cầm được chiếc xe thì qua cho mượn đỡ chịu để đi tái khám. Mà mẹ anh là ở đâu? Bà và vợ ở bên Nhà Bè ở bển đó, cũng đi làm công trình mà thất nghiệp cũng ở bên đó đó. Bữa đi qua nói là ngay cũng không có tiền rồi đi ba mượn, rồi mẹ nó chạy mượn người này người kia, người được mấy trăm ngàn, được 2 triệu mấy đó. Đưa cho em về đặng em đóng lên đóng trước đặng để mình mổ đó. Cũng may là có mẹ vợ ha. À, mẹ vợ mượn ở dưới quê. Mẹ đâu có qua đây được đâu, nói tính đi qua đây đặng sợ vợ em không, cũng như em không biết làm. Bệnh tình của sức khỏe của chị đó là chắc là cũng phải đi tới khám ít lần nữa mới được chứ. Đúng rồi. À, thứ nhất là mà sợ bị nhiễm trùng, là thứ hai là cũng phải xem lại như thế nào, thuốc thang, ăn uống đồ ăn bồi dưỡng rồi vô có sức khỏe. Em thấy chị bé thiếu máu đó ha, xanh. Dạ, xanh xanh. Tại vì người ta kêu vô tới 4 bịch máu rồi, mà chị đó có nói nếu 4 bịch máu là phải từ 6 triệu. Mà 6 triệu nói, hả? Dạ, 1 bịch 1.5 triệu. À bây giờ là chị là nếu mà có điều kiện là vô máu là khỏe ha. Dạ đúng, nhưng mà vợ em nói giờ không có tiền là không có vô. Bác sĩ mới nói thì mình không có tiền thì bây giờ về nhé, ngoài được mình nấu được hầm như bộ máu. Củ giờ nào mà kia mình ăn đi, nếu dụ mình có tiền á là mình vô máu thì nó đỡ, còn không có anh thấy thiếu máu gì sinh giờ như thế nét. Dạ không biết. Mỗi lần đi tiểu tiện cũng khó khăn. Dạ. Chị bé, giờ chị nói với em ha. Chị nói, ví dụ như cảm thấy mà chị mệt thì chị đừng nói ha. Em hỏi vài câu thôi. À, bây giờ á, là chị thấy trong người của chị á, là chị tất nhiên là đau hai cái chỗ mổ rồi. Rồi như thế nào nữa, chóng mặt hay là... Dạ, thiếu máu. Yeah. Vậy thôi đó. Còn ở trong người, trong bụng rồi đó là có đau, còn đau gì nữa không? Đau ngay chỗ hai vết mổ. Hai vết mổ thôi. Em thấy cơm không à, không có gì để ăn. Hôm qua bên trường của trường tình thương đó, ta cho được 20 gói mì, kêu em bản lấy, em xin qua cái chốt. Dạ. Thì cô giáo cho đó, cho được chai dầu ăn với 2 chai chai nước tương, chai nước mắm. Yeah. Với bịch muối rồi ngay cũng đỡ, ở đây cũng nhờ cô cho gì cũng nói là cũng mang ơn chứ giờ tiền thì em còn có mấy trăm ngàn, còn có 300 mấy chục ngàn. Giờ là còn 300 mấy chục ngàn. Dạ, còn có 300 ba mấy ngàn. Yeah. Rồi hết luôn, em chỉ gầu cái mình đi tái khám, bởi vì đi vô á là người ta bắt mình test á. Yeah. Test cái là tốn mấy trăm ngàn, mà em nói giờ cũng gầu kiếm tiền để mình test mới vô bệnh viện được. Không. Yeah. Test ta đâu có cho mình vô đâu. À, bây giờ chị bé đau phải đứng vậy là khóc luôn à. Căng lên cái chịu không nổi, tại mổ hai bên. Yeah. Cô chú anh chị, đặc biệt là mấy cô mấy chị em mà đã trải qua giống chị bé hoặc là đã biết về như thế nào thì hãy góp ý ở phần bình luận. Đây là chị bé trong cái tai nạn đó là bị thai ngoài, đúng không anh? Là vừa mới phẫu thuật. Thai ngoài tử cung. Vừa mới phẫu thuật hai bên. Con trai, con vô con dịnh mẹ đi để chú nói chuyện với ba con cái nha. Anh ngồi đây nha anh Quân. À, tội nghiệp không, lấy cái thùng ở ngoài công trình ngoài rồi bỏ mấy cái gạch đá ra rồi cái chưa rửa kịp nữa, để cái thùng đó rồi lót cái tấm vải lên để cho chị bé ôm đó. Ôm cái thùng chứ không có cái gói ôm nữa. Em đây không ôm có gì, đi công trình nè. Dạ. Đồ mấy nó ngồi chôm đồ cũng mấy anh bên làm ở hổm đó,
thấy lên đây không có đem gì, ảnh đem qua cho mình mượn á, mình xài. Đau gì đó? Đau mỗi một lần đỡ lên sáng em gội đầu hay gì em phải nghiêng lại đây là khó dữ lắm, đau nằm chịu đâu có nổi đâu. Và bây giờ như thế này ha, dạ. Thì 3-4 ngày nữa là đi tái khám, và chắc chắn là phải mình đi tái khám để xem coi cái vết thương, coi cái sức khỏe rồi các thứ như thế nào. Anh nói là anh bây giờ trong túi còn 300.000, trong khi là 4 thành viên như vậy ha. Và đi vay mượn ở đợt trước là cũng 10 triệu rồi để mà đi phẫu thuật, rồi bây giờ không có vay mượn ai được nữa, chỉ mong sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Riêng trên kênh của em thì Mạnh Thường Quân có gửi cho em những cái khoản tiền trước, thì họ có dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong cái mùa dịch này, thì thay mặt họ gửi đến và gửi đến cái lời chúc những điều may mắn, điều sức khỏe đến cho từng hoàn cảnh, từng gia đình. Riêng về trường hợp của gia đình của anh Quân đây cũng vậy nha anh. Em xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Đầu tiên thì xin thay mặt cho chị bé anh Quân cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ kịp thời đến cho chị để mà có cái tiền để sắp tới ít hôm nữa chị đi tái khám. Em đọc nha anh Quân. Dạ. Ở đây là các Mạnh Thường Quân như sau. Thứ nhất là của cô Phan Thị Ngọc Sương ở Tân Bình là 1 triệu. Dạ. Thứ hai là của chú NVN ở quận 7 là 1 triệu. Dạ. Thứ ba là của chị Marily Phong ở Cali, Mỹ 1.130.000. Và cuối cùng là của chị Thảo Đoàn ở Mỹ, $50 là 1.160.000. Dạ. Thì tổng cộng là 4.290.000. Dạ. Em gửi cho anh. Dạ. À, em cũng cảm ơn anh và các Mạnh Thường Quân và các cô, các chú. Dạ. Thì cũng giúp đỡ em qua hoàn cảnh này, cũng như đi tái khám khó khăn rồi này kia. Em cũng rất là cảm ơn hết mình. Dạ. 4.290.000 anh cầm. Dạ. Rồi anh đếm ra giùm em coi đủ. Dạ. Hay không nha. Rồi anh đếm từng tờ, từng triệu dưới đây. Dạ. Bốn triệu 290.000. Dạ. Đủ chưa anh? Dạ đó, đủ. Đủ rồi ha. Dạ. À, em nghĩ là cái khoản tiền này thì ít hôm nữa thì chắc là cũng đầy đủ để mà đi tái khám. Dạ. Rồi những lần sau mong là cũng đủ ha anh. Dạ. Rồi anh đừng có tiết kiệm gì ha. Cái khoản tiền này mình Thường Quân gửi đến cho chị bé. Dạ. Thì ngoài cái việc mà đi tái khám ra đó thì anh sử dụng, anh mua thịt cá hay là những gì, thuốc thang, thuốc bổ luôn cho chị bổ. Dạ. Sung vô ha, nãy như là thiếu máu, thiếu chất. Dạ. Sắt gì đó ha, bổ sung. Dạ. Cho chị để chị có cái sức khỏe lại, em mau lành bệnh. Dạ. Đó. Rồi anh phải theo dõi là về cái vết thương, vô trong bệnh viện hỏi kỹ, vết thương. Dạ. Vợ tôi sao sao rồi các thứ, nó có ok không. Dạ. Rồi sắp tới là phải uống loại thuốc gì, rồi ăn uống như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào rồi ha, cái. Dạ. Nào nên không nên sử dụng ha, không nên ăn uống ha. Dạ. Tại những món ăn là mình cũng kiêng cử trong việc mà mới phẫu thuật. Dạ. Ừ, em mình biết. Thì mai em tính là mai sáng em ra em chích ngừa, rồi em lại xin mấy cái người chốt này nè. Dạ. Em đi qua bệnh viện chỗ y tá và hổm á. Chủ yếu là mình trình bày cho những anh, những chú là họ biết được cái hoàn cảnh của mình, là họ sẽ giúp đỡ cho mình. Còn về những cái khoản tiền đó thì có gì anh gọi lại cho mẹ vợ anh, với lại là những người anh muốn cần mượn đó. Yeah. À, thì nói là mình giờ mình có Mạnh Thường Quân gửi ít tiền rồi. À. Yeah. Như vậy. Nói nghe mẹ vợ cũng gầu lắm, sợ đi tái khám á. Mình không có tiền thì mẹ nói để đi ra coi. Nếu mà có cầm xe được thì cầm xe qua cho mượn cũng chịu hay gì đó. Rằng mình đi tới tái khám, như để mua đồ ăn uống nè. Mấy bữa nay đi mua thịt mua đồ đâu có đâu, rồi bên đây không có, rồi mới nhờ cái anh mà ảnh làm bên công ích á, ảnh quét rác ngoài đường á, ảnh bữa trước ảnh đem qua ảnh mua giùm đâu cũng ký thịt á, ký hơn ký gì đó. Giờ còn trong túi còn có mấy trăm ngàn à? Dạ em còn có 300 mấy ngàn là hết rồi. Anh có cảm thấy là mình kém may mắn trong cuộc sống không? Dạ thì em cũng thấy là tại vì hoàn cảnh mình khổ, mình tính đi lên làm để mình kiếm tiền mình trả nợ cho nặng thiếu nợ đó nè, mà đi lên trên đây anh thấy chưa làm được gì hết trơn, rồi cái rồi dịch này rồi nghỉ chụp qua cái vợ đau bệnh gì anh, em cũng gối lắm nè. Yeah.
Thôi thì như hồi nãy em cũng có nói nha. Dạ. Thì thay mặt Mạnh Thường Quân chúc cho những cái điều may mắn đến với gia đình nha. Dạ. Dạ, em chắc là em kết thúc clip ở đây. Dạ, dạ, để cho chị cũng, bé nghỉ ngơi. Gửi lời vợ chồng em cũng gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và các anh chị em và các cô chú là để giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn này. Dạ. Dạ. Thôi chú về nha hai con. Dạ. Nhớ phụ cho ba nha, với lại là lo cho mẹ nha. Dạ. Em về nha chị bé. Dạ, sáng em đi giặt đồ thì hai đứa ra rửa chén rửa đồ rồi đâu có son nồi đâu có hai son, mỗi khi nấu cháo rồi muốn làm đàn cho hai đứa nhỏ phải xớt vô trong cái tô. Dạ, rồi dạ. Đi làm hai ba giờ giai đoạn rồi phải nấu nước cho mẹ nó uống chứ đâu cho uống nước lạnh được đâu. Dạ. Thôi em, dạ. Em về nha anh. Dạ. Dạ rồi cho em cũng gửi lại em cũng cảm ơn anh nhiều luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.